Ngạc có đoàn bạn Lâm do anh Thành làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào viếng. Kính mời anh chị vào viếng. Đến viếng lễ tang của ông Hồ Văn Ngạc có đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 do anh Dũng, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào viếng. Thank you.
đến viếng lễ tang cụ ông Hồ Văn Ngạc, có đoàn đội thuế liên phường 1-2 thuộc chi cục thuế quận 6, do đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, phó đội trưởng đội thuế liên phường 1-2 làm trưởng đoàn. Kính mời đoàn vào viếng. Do anh Quách Tuấn, phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào viếng. Lễ tang cụ ông Hồ Văn Ngạc có đoàn công ty nhựa Cẩm Thành, do anh Trương Văn Ngọc, giám đốc công ty làm trưởng đoàn, kính mời đoàn.
đem viếng lễ tang cụ ông Hồ Văn Ngạc có đoàn hợp tác xã xe khách Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh do anh Phan Đức Thái giám đốc công ty làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào viếng. Đến viếng lễ tang cụ ông Hồ Văn Ngạc có đoàn gồm đội kiểm tra nội bộ, đội kiểm tra thuế số 2, đội tuyên truyền hỗ trợ thuộc chi cục thuế quận 6 và kho bạc nhà nước quận 6. Do ông Huỳnh Anh Hùng, đội trưởng đội kiểm tra nội bộ làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào viếng.